vẻ bề ngoài quan trọng như thế sao? À! Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi, thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Vợ là một đóa hoa hồng, vợ là sự tư Hà Đông, vợ là nắng gắt mưa xa, vợ là giông tố phong ba, vợ là một chút men say, vợ là hơi ấm bàn tay, vợ là áng mây bay làm lòng anh ngất ngây. Đây là tôi. Cái thằng Tuấn kia nhá, lại đang nghịch điện thoại đúng không? Dặn bao nhiêu lần học cũng học xem con để ta đi cả, cắm đầu game tôi vẫn hay rồi. Vâng. Còn đây là con nhà người ta. Tuấn ơi, học mệt không con? Thôi nghỉ một tí đi chơi, tí ăn, tí học tiếp con ơi. Không, con phải học được 60 phút để ở trên thành phố đã. Ê, thằng kia, sao mày học chậm đấy? Vì tao có cái này, đây là app giúp cài nghe điện thoại, tránh sao nhãng trong việc học tập, làm việc thông qua game xây nhà. Mày muốn tập trung học tập tối đa, hãy tải app về, tao chắc chắn mày sẽ học giỏi như tao. Ô. Thế này sao mình không biết sớm hơn nhỉ? An ơi, em cao 1m bao nhiêu thế? Em cao 1m. Vờ lờ, em là tin cái cô đà. Anh nhá, anh cao 1m78 cơ. Anh là khủng long à? Thế có yêu khủng long không? Anh có yêu em không? Anh có. Em có. Sâu thẳm trong trái tim mẹ một tình yêu siêu khủng long. Anh nói anh biết sẵn đơn, vậy em cũng sẽ sẵn đơn. Đến Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc gặp ông chủ Tuấn Ngô. Xin lỗi các anh chị đang xem video, bọn em nói thế cho ai thôi ạ. Sinh nhật thì ta mới chả nhớ gì cả. Nhờ có app Memory Timer mà mình không bị bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào. Cùng tải app Memory Timer để không bị lỗ dặn nhé. Nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa kẽ mắt chim vào em. Dạng trai làm trong gió đi vào, dạng sang một bên hết đi nào. Làm quê phường tầm này là tầm thường, và đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước kia năm linh hai. Bước đi trong lực lớp, ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Thế giới này là của anh và anh có quyền ăn bánh canh. Bật sáng tất cả đèn xanh, anh giật đèn đỏ. Là thế giới này là của chị và chị có quyền uống xác xị. Mà thế giới này là của em và em có quyền ăn cà lem. 6:30 hôm nay chưa biết được ai hơn ai.